Xin chào tất cả mọi người. Xin chào, mình tên là Ngân. Đây là Đạt, Hảo và Ngọc. Tất cả chúng mình đều là học sinh kỳ thứ 6 của chương trình cử nhân quản lý khách sạn tại trường La Roche. Hôm nay bọn mình sẽ dẫn các bạn tham quan khu trường này. Ở đây chúng mình cũng học cách làm việc trong môi trường căng thẳng, áp lực cao và cũng như làm việc trong nhóm để học chuyên về các ẩm thực và cũng như phục vụ trong nhà hàng. Sau này Hảo không nhất thiết phải trở thành một nhà học đầu bếp, nhưng mà để mà trở thành một nhà quản lý giỏi trong ngành, trong nhà hàng, khách sạn thì biết Hảo nghĩ nó rất là quan trọng để mà biết mọi khía cạnh trong ngành. La Roche có một mạng lưới cựu học sinh viên rất là lớn với trên 11.000 cựu học sinh ở trên toàn thế giới với 129 quốc gia. Điều này bằng nghĩa rằng bạn có thể tìm thấy cựu học sinh ở La Roche ở bất cứ nơi đâu, và bạn có thể kết nối bạn bè, tìm các mối làm ăn và công việc, và đồng thời có thể phát triển sự nghiệp của bạn sau này. La Roche có một khuôn viên tuyệt vời ở Thụy Sĩ, nhưng đó chưa phải là tất cả. La Roche còn có chi nhánh tại Trung Quốc và Tây Ban Nha. Điều đó tạo cơ hội cho sinh viên được trải nghiệm kinh nghiệm toàn cầu, độc đáo và có những tiếp xúc với nền văn hóa khác nhau. Như tôi đang theo học chương trình Global Degree của La Roche. Điều đấy có nghĩa là mình được đi học ở Trung Quốc và Tây Ban Nha cùng với các bạn cùng lớp. Đó rất giúp cho mình sẵn sàng cho tương lai sự nghiệp của mình. Mỗi năm La Roche đón nhận hơn 100 công ty đến trường để tuyển dụng thực tập và làm việc. La Roche đón nhận các công ty lớn hàng đầu trên thế giới như Four Seasons, Intercontinental hay Shangri-La, hoặc các công ty về dịch vụ như Apple hay Louis Vuitton. Việc này đồng nghĩa với việc chúng ta có nhiều cơ hội về việc làm hơn và có nhiều sự lựa chọn cho sự nghiệp sau này. Ở trường chúng ta có một đội ngũ phát triển nghề nghiệp cho học sinh. Ở đây, chúng tôi giúp cho họ hoàn hảo các lý lịch hồ sơ xin việc và cũng như giúp đỡ họ tìm ra vị trí thực tập và việc làm tốt nhất, phù hợp nhất với khả năng và sở thích của họ ở đây. Bởi thế nên 90% học sinh ở đây khi tốt nghiệp có một hoặc hai hoặc là hơn cái công việc làm trong tay của họ. Ở đây chúng tôi học tập trong môi trường quốc tế cùng các bạn đến từ hơn 100 quốc gia khác nhau. Hơn nữa, La Roche là một phần của mạng lưới toàn cầu và là một nơi cung cấp cơ hội cho sinh viên du học tại nhiều địa điểm nước ngoài. Mỗi ngày chúng tôi làm việc và tìm hiểu về các nền văn hóa của các bạn và thầy cô, và điều này giúp chúng tôi phát triển kỹ năng của một người quản lý khách sạn quốc tế. Ở La Roche, quy mô lớp học tương đối nhỏ, với tối đa là 30 học sinh mỗi lớp, và điều đó tạo cơ hội cho học sinh có một quan hệ gần gũi với giảng viên của trường. Và đương nhiên, điều đấy có nghĩa là mình học hỏi được nhiều hơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúng mình hy vọng trong tương lai gần sẽ gặp lại ở Thụy Sĩ. Hẹn gặp lại mọi người.